chào quý khán giả, mình là Hải Vân, đại diện kinh doanh của Home Review. Thì hiện tại thì Vân đang giới thiệu một số dự án đang mở bán tại khu Đông như dự án STC Long Thành, dự án ID Junction ở thị trấn Long Thành. Thì Hải Vân rất là vui khi nhận được những phản hồi tích cực từ một số anh chị cũng giống như là những khách hàng đã tin tưởng là cùng Vân xuống thực tế của dự án. À, bên cạnh những khách hàng đã tin tưởng lựa chọn mua thì cũng có rất là nhiều anh chị đang băn khoăn là về cơ hội đầu tư tại thị trường khu Đông và các dự án mà Home Review đang giới thiệu. Chính vì thế thì hôm nay Hải Vân có mời đến đây anh Vũ Quang Toàn, một chuyên gia tư vấn đầu tư bất động sản với gần 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư bất động sản, cũng giống như là anh có nhiều trải nghiệm khi mà đi đầu tư và anh đang thực chiến tại khu Đông, sẽ đồng hành cùng Vân chia sẻ kinh nghiệm đầu tư tại khu Đông cho quý vị khán giả. Thì xin chào anh Toàn ạ. Xin chào Hải Vân. Dạ. Xin chào tất cả những quý vị khán giả và những nhà đầu tư đang theo dõi kênh Home Review. Anh Toàn ơi, là một nhà đầu tư thực chuyến với nhiều kinh nghiệm tại thị trường khu Đông, thì anh có thể chia sẻ cho quý vị khán giả của Home Review biết được là cái những cơ sở hạ tầng tại thị trường khu Đông đang và sắp triển khai được không ạ? Thực ra thì ở khu Đông là một trong những cái khu mà tôi thấy được là có rất nhiều những công trình trọng điểm đang được triển khai. Ví dụ như là việc khép kín vành đai 2, việc mở rộng cao tốc Long Thành Dầu Dây, hoặc là triển khai xây dựng vành đai 3. Cùng với đó là gần đây thì đã có một số thông tin về vấn đề là triển khai cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu giúp giảm tải cho quốc lộ 51. Rồi có một cái dự án mà các cái khách hàng cũng như các cái nhà đầu tư ở Sài Gòn rất là mong đợi, đó là việc đưa vào hoạt động tuyến metro số 1, cũng như là có những thông tin về việc triển khai thi công vành đai 4. Thì rất là nhiều những công trình trọng điểm, những công trình đang được thi công cũng như là sắp được triển khai tại khu Đông thì sẽ là một cái động lực rất là lớn cho cái thị trường khu Đông, cũng như là cái bất động sản, các cái dự án ở khu Đông sẽ được phát triển và sẽ được kết nối ngày càng tốt hơn với lại các cái khu vực lân cận xung quanh. Cùng với đó thì là có rất là nhiều các công trình khác cũng đang được khởi công cũng như là sắp được khởi công. Ví dụ như là cao tốc Dầu Dây Phan Thiết thì đã được khởi công rồi. Rồi cao tốc Dầu Dây Liên Khương cũng đang được lên kế hoạch để triển khai thi công. Và có một công trình đặc biệt trọng điểm, là một công trình hết sức quan trọng đối với toàn miền Nam cũng như là Việt Nam mình, đó chính là sân bay quốc tế Long Thành, là một trong những công trình hết sức đặc biệt cũng như là một công trình cực kỳ quan trọng của phía Đông thành phố Hồ Chí Minh, đã được khởi công vào ngày 5 tháng 1 năm 2021. Thì đó là những cái công trình mà trọng điểm mà tôi có thể liệt kê ra quý anh chị về cái khu vực phía Đông của thành phố Hồ Chí Minh đang và sắp được triển khai trong giai đoạn tới. Dạ. Thì dạ, em thấy là từ nãy giờ anh liệt kê rất là nhiều công trình nổi bật tại khu Đông. Thì trong đó thì em thấy có dự án sân bay quốc tế Long Thành đang khởi công vào giai đoạn 1. Thì dạ, từ cái việc mà sân bay khởi công, và anh Toàn có thể cho em cùng quý vị khán giả biết được là cái sự kết nối giữa sân bay quốc tế Long Thành và thành phố Hồ Chí Minh, và từ đó thì tạo ra cơ hội đầu tư như thế nào cho các nhà đầu tư đang quan tâm tại khu vực này ạ? Như Hải Vân cũng biết và như là quý khán giả cũng biết được là khu phía đông của thành phố Hồ Chí Minh đang nhận được cái sự quan tâm cũng như là cái sự chú ý rất là nhiều của những nhà đầu tư, vì cái cơ sở tầng này đang là cái điểm nhấn của khu vực này. Thì một trong những cái công trình trọng điểm mà vừa nãy tôi có nói tới, đó là sân bay Long Thành, thì là một công trình hết sức trọng điểm, đã được triển khai khởi công vào năm đầu năm 2021. Thì với giai đoạn 1 được thiết kế với công suất khoảng 25 triệu khách, bao gồm cả khách nội địa và khách quốc tế, cùng với đó là tổng số vốn đầu tư là hơn 5 tỷ đô. Thì sân bay Long Thành dự kiến được đưa vào sử dụng vào năm 2025 sẽ là một trong những động lực rất là lớn để phát triển khu vực kinh tế phía Nam cũng như là các tỉnh thành lân cận của sân bay Long Thành. Thì từ cái yếu tố của sân bay Long Thành và cái sự thiết yếu của sân bay Long Thành đang được xây dựng và đang được sự quan tâm rất là nhiều
của chính phủ, của Bộ Giao thông Vận tải. Và gần đây nhất thì Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đã vào dịp đầu năm cũng đã ghé thăm sân bay Long Thành để đốc thúc cái tiến độ của dự án, cũng như là bắt các cái chủ đầu tư, các cái ban quản lý dự án phải cam kết hoàn thành đúng tiến độ. Thì tuy nhiên, việc có một cái việc rất là quan trọng nữa khi mà chúng ta hoàn thành sân bay Long Thành, đó là chúng ta phải xây dựng các cái tuyến đường kết nối được với sân bay Long Thành. Vì với cái công suất là 25 triệu lượt khách mỗi năm thì cái nhu cầu đi lại giữa sân bay và các cái khu vực lân cận cũng như là các cái khu vực ở miền Nam rất là lớn. Thì từ cái thực tế đó dẫn tới sau khi tôi đi khảo sát, tôi đi tìm hiểu các cái khu vực lân cận, thì tôi đã có cái nhìn nhận dựa trên cái kinh nghiệm mà đầu tư từ nhiều năm của tôi, thì tôi đã chọn ra được 3 cái công trình sẽ bắt buộc phải khởi công trong thời gian khoảng từ 2 đến 3 năm tới, vì cái nhu cầu thiết yếu là kết nối sân bay Long Thành với các cái dự án, với các cái công trình cơ sở tầng hiện tại, giúp cho việc đi lại giữa sân bay và các cái thành phố cũng như các cái khu vực lân cận được tốt hơn. Thì cái công trình đầu tiên mà tôi có thể kể đến đó là chính là đoạn 1A của tuyến đường vành đai 3. Thì đoạn 1A nằm trong đoạn số 1, là một trong 4 đoạn của vành đai 3, và toàn bộ vành đai 3 sẽ có chiều dài là 92 km với vốn đầu tư là khoảng trên 75.000 tỷ đồng. Thì vành đai 3 là một trong tuyến đường rất là quan trọng giúp kết nối 4 tỉnh thành bao gồm thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai và Long An. Thì đây là một trong những cái con đường mà đã được lên dự án từ rất lâu, nhưng mà vì những cái điều kiện khó khăn về giải phóng mặt bằng cũng như là vốn thì rất lâu rồi thì đã không được thi công, mặc dù cái nhu cầu rất là bức thiết. Thì gần đây thì chính phủ, Bộ Giao thông Vận tải cùng với lại lãnh đạo của 4 tỉnh thành đã muốn là đẩy nhanh cái tiến độ này. Tuy nhiên, trong cái vành đai 3 dài hơn 90 km thì sẽ có những cái đoạn được làm trước và sẽ có những đoạn được làm sau. Thì tôi nhận định là cái đoạn 1A của vành đai 3 sẽ được khởi công đầu tiên. Đây là một đoạn có chiều dài khoảng gần 9 km giúp kết nối hai tỉnh là thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Nai, cụ thể sẽ là quận 9 của thành phố Hồ Chí Minh và huyện Nhân Trạch của tỉnh Đồng Nai. Thì đây là một trong những đoạn rất là huyết mạch cũng như là chiến lược của vành đai 3, vì nó giúp kết nối cao tốc Long Thành Dầu Dây với lại tuyến đường 25B hay còn gọi là đường Tôn Đức Thắng của huyện Nhân Trạch. Và từ đó thì đường 25B rồi chúng ta sẽ kết nối qua đường 25C, thì cũng sẽ có một công trình thứ hai mà tôi muốn nhắc tới đây, đó chính là đoạn đường nối dài của đường 25C hay còn gọi là đường Nguyễn Ái Quốc. Đấy, nếu như mà quý anh chị mà đã đầu tư ở Nhân Trạch thì sẽ rất là rành về những gì tôi nói, ví dụ như là đường 25B là đường Tôn Đức Thắng, đường 25C là đường Nguyễn Ái Quốc. Thì đường Nguyễn Ái Quốc là một trong những tuyến đường trọng điểm của huyện Nhân Trạch với độ giới xây dựng là 120m. Thì hiện tại thì tuyến đường đang có 8 làn xe và mỗi bên là gồm 4 làn xe. Thì cái đường 25C này, đoạn cuối cùng là đoạn kết nối với đường Hùng Vương của huyện Nhân Trạch sẽ được phóng tuyến thẳng qua kết nối trực tiếp với lại sân bay Long Thành với chiều dài là 3,7 km. Thì từ đường 25C sẽ nối trực tiếp qua quốc lộ 51, và từ quốc lộ 51 sẽ nối trực tiếp vào tuyến số 1, là một trong hai tuyến quan trọng kết nối giữa sân bay Long Thành và các cái tuyến đường hiện hữu xung quanh của sân bay. Thì đây tôi cũng đánh giá là một trong những công trình hết sức là thiết thực cũng như là hết sức quan trọng để giúp việc đi lại của sân bay với lại các cái tuyến đường xung quanh, đặc biệt là tận dụng được cái lộ giới như là cái tuyến đường 100m của đường 25C đang được thi công, đang được sử dụng hiện nay. Và cái tuyến đường cuối cùng mà tôi có thể kể tới đó chính là việc mở rộng cao tốc Long Thành Dầu Dây.
Đây là một trong những công trình mà chắc là rất là nhiều người ở Việt Nam đều biết về cái cao tốc này. Thì cao tốc này là một trong những cao tốc rất là quan trọng giúp kết nối phía đông thành phố Sài Gòn với các cái tỉnh lân cận, như là Đồng Nai, như là Bình Thuận. Thì với cái công suất thiết kế lưu lượng xe là 10 triệu xe mỗi năm, nhưng mà hiện tại thì cao tốc Long Thành Dầu Dây đang có cái lượng lưu lượng đi lại là khoảng 15 triệu xe mỗi năm. Em thấy đây là rất là kẹt đúng không ạ? Đã vượt qua cái công suất hiện tại và đã kẹt rất là nhiều về buổi chiều thì cao điểm rất là kẹt. Thì cái việc mở rộng cao tốc cũng là một trong những cái nhu cầu rất là thiết thực để giúp cho cái việc kết nối giữa sân bay Long Thành và khu vực Thành phố Hồ Chí Minh được thuận tiện hơn. Thì việc mở rộng cao tốc cũng là một cái mà trong vòng 1-2 năm tới sẽ phải được thi công để giúp khai thác được hiệu quả cũng như là tối đa cái công suất của sân bay Long Thành sẽ được dự báo là sẽ được đưa vào hoạt động vào cuối 2025. Em nghe là sẽ mở rộng ra 8 làn xe đúng không ạ? Đúng rồi, sẽ mở rộng ra 8 làn xe. Thì đây tôi cũng nghĩ là một trong những công trình mà sẽ phải làm trong vòng khoảng từ 2 đến 3 năm tới và phải hoàn thành trước khi mà sân bay Long Thành được đưa vào hoạt động. Dạ anh, từ 3 tuyến đường mà anh kể thì sẽ làm trong những năm tới, thì dưới góc nhìn của anh thì anh thấy là những cơ hội nào cho nhà đầu tư quan tâm tại khu vực gần sân bay ạ? Thì ba cái tuyến đường kể trên thì tôi cũng xin nhắc lại, cái thứ nhất là đoạn 1A của vành đai 3, cái thứ hai là tuyến đường kéo dài, tuyến đường số 1 là tuyến đường kéo dài của đường 25C hay còn gọi là đường Nguyễn Ái Quốc, kết nối giữa đường 25C với lại sân bay Long Thành, và cái thứ ba là việc mở rộng cao tốc Long Thành Dầu Dây. Theo tôi thì đó là ba công trình mà sẽ được triển khai trong vòng 2-3 năm tới. Thì từ cái vấn đề mà triển khai cơ sở hạ tầng thì quý vị anh chị cũng đã biết là rất là nhiều nhà đầu tư, rất là nhiều khách hàng đã và đang tìm những cơ sở hạ tầng sắp được triển khai, từ đó đầu tư vào những cái bất động sản xung quanh giúp tạo ra một cái giá trị cũng như là tạo ra một cơ hội sinh lời rất là lớn. Thì các cái khu vực mà các anh chị có thể quan tâm, ví dụ như là huyện Nhân Trạch hoặc là huyện Long Thành, hoặc là các cái dự án cũng như là các cái đất nền xung quanh những khu vực mà tôi vừa mới nhắc đến, các công trình mà đang triển khai cũng sẽ tạo ra một cái sức đột phá. Hơn nữa, khu vực phía đông là khu vực mà quận 2, quận 9 hay còn gọi là thành phố Thủ Đức, mà gần đây thì chúng ta đã lập một thành phố mới là thành phố Thủ Đức đó, thì với một cái giá bất động sản hiện tại đang cao hơn rất là nhiều so với lại các cái giá bất động sản ở các khu vực lân cận, thì việc kết nối các cái cầu, các cái tuyến đường giúp cho cái việc đi lại thuận tiện cũng là một trong những cái giúp cho cái mặt bằng chung bất động sản tại khu vực lân cận sẽ được kéo lên, được tăng giá để cho nó phù hợp với cái nhu cầu cũng như là cái sự thuận tiện hoặc là cái giá trị mà các cái cơ sở tầng đã tạo ra. Thì trên đây tôi nhắc đến những cái cơ hội về những cái tuyến đường có thể các anh chị có thể cân nhắc, như là huyện Long Thành, huyện Nhân Trạch, hoặc là các cái khu vực xung quanh sân bay, huyện Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Đường, các cái dự án cũng như là các cái khu vực đất nền, tùy vào những cái khẩu vị rủi ro, tùy vào cái khả năng tài chính cũng như là cái sự kinh nghiệm hiểu biết của anh chị, thì anh chị có thể chọn được những cái sản phẩm phù hợp với lại cái quan điểm đầu tư cũng như là cái loại hình đầu tư mà quý anh chị muốn. Dạ rồi, em cảm ơn anh. Cảm ơn những kinh nghiệm của anh Toàn đã chia sẻ. Em nghĩ là em cũng giống như là những vị khán giả đang theo dõi sẽ có thêm góc nhìn từ những kinh nghiệm mà anh đã chia sẻ. Rất mong là sẽ gặp được anh trong những cái chương trình tiếp theo. Và nếu quý vị khán giả thấy video này hữu ích thì hãy nhấn nút like và nhớ đăng ký kênh để nhận được những video sớm nhất từ Home Review nhé. Xin chào. Xin chào.